Xin chào bạn trở lại kênh chia sẻ về các kiến thức giàu nhất của mình. Tiếp tục các cái chuỗi series về các sản phẩm SEO thì nay mình sẽ tiếp tục về cái sản phẩm của SEO Teolus S3V46, là một cái dòng dầu thủy lực công nghiệp không chứa kẽm với dãy nhiệt độ làm việc rất là rộng. Thì Teolus thủy lực S3V46 có công nghệ không tro kết hợp với các phụ gia ổn định độ nhớt. Sản phẩm mang đến khả năng duy trì độ nhớt và bảo vệ thiết bị tuyệt hảo trước các cái áp lực cơ học, nhiệt và hóa học trong điều kiện nhiệt độ thay đổi quá cao hoặc quá thấp. Sản phẩm mang lại sự bảo vệ và vận hành vượt trội so với các sản phẩm khác trong dùng cho các cái thiết bị di động hoặc là các thiết bị ngoài trời nơi có môi trường làm việc khốc liệt như là nhiệt độ cao hoặc tải trọng hoặc là bụi bẩn và môi trường xung quanh. Có một số tính năng cơ bản như sau: tuổi thọ dầu cao, tiết kiệm chi phí bảo trì. SEO được chỉ số kiểm nghiệm ISTM-D943 TOS cao với độ ổn định oxy hóa cao. Theo thiết kế thì khoảng 5.000 giờ trong theo tiêu chuẩn TOS. Và thứ hai là bảo vệ mài mòn vượt trội. Thứ ba là duy trì hiệu suất hệ thống. Các ứng dụng chính của SEO thì là các thiết bị thủy lực di động cũng như các cái hệ thống thủy lực chính xác. Và tiêu chuẩn kỹ thuật chấp thuận thì SEO được các cái khuyến nghị và chấp thuận của các cái nhà sản xuất máy như là Denison, Hydraulic hoặc là Esther Vicker hoặc là Fay, Cincinnati hoặc là Boss Retort hoặc là HV Flux hoặc là DIN hoặc là STM. Đó là một số chia sẻ về cái dầu SEO S3V46 cho bạn. Các bạn nhớ like và subscribe kênh giúp mình nhé. Mình xin cảm ơn và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong một video sau.